thì bọn tôi hy vọng nhận được một sang đưa luôn, nếu một ngày em đi vay cũng có những điều là tổ xin đừng với anh, em chưa bao giờ là được cả và em ơi anh biết rằng tất sau cùng của bạn thôi, anh chỉ buồn về người đã có nhưng sau bây giờ là bọn em lên.